Ando Levela. Cái lớp học này nó có một điều rất là đặc biệt. Đố em đó là gì? Chồng. Hả? Thế là bao nhiêu tuổi lấy chồng em? 14-15. Cái gì mà bây giờ mà còn 14-15 tuổi lấy chồng đó hả? Tại sao lại phải lấy chồng sớm như vậy? À, thế con vào chùa năm mấy tuổi? 4 tuổi. Con vào chùa năm 4 tuổi. Nguyên Khang, Devila. Chào mừng quý vị đang cùng đến với Hành Trình Bình Phước. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Trong cái chuyến du lịch đến với Bình Phước thì quý vị sẽ phải đặt chân đến địa điểm đó chính là Chùa Sóc Lớn. Devila được biết đây là một nơi đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và cũng để cho tất cả mọi người cùng du lịch về tâm linh ạ. Vậy thì ngay bây giờ Nguyên Khang thấy là xa xa kia có một số chú đang quét chùa. Chúng ta sẽ đến đó tìm hiểu xem câu chuyện như thế nào nhé. Mời quý vị. Dạ con chào hai chú ạ. Dạ. À hai chú. Dạ. Hai chú thường hay quét dọn dẹp chùa gần đây hả? Dạ. Dạ theo con thấy thì hai chú đang làm công việc giống như là tụi con hay gọi là làm công quả đó. Thì không biết là hai chú làm và gắn bó với công việc này ở chùa bao lâu rồi ạ? Dạ. Gắn bó với công việc này cũng lâu lắm rồi. Tại vì mình tụi em tuổi già sức yếu nhưng mà có cách để hướng dẫn con cháu sau này. Dạ. Thì con cháu được sáng ra phải quét dọn cái nọ rồi giữ vệ sinh chung á. Dạ dạ dạ. Sạch đẹp trong em. Dạ. Sống chùa. Dạ. Rất là ý nghĩa đúng không quý vị? Mặc dù là các chú đã lớn tuổi rồi nhưng mà chú đã gắn bó với công việc này rất là lâu để cho thấy là sự gắn bó giữa các sư thầy với người dân ở nơi đây. Họ luôn hỗ trợ công việc của các nhà sư. Thưa hai chú con hỏi một chút. Ví dụ như con với Lê Bê La mà muốn vào trong để thắp hương á thì mình đi cái chỗ nào ạ? Đi hướng nào? Chỗ kia. À, kia là chánh điện à? Dạ. Dạ. Chánh điện là cái mũi xây. À. Xây dựng là trên con cái đây đó là gọi là giảng đường. Giảng đường con này là trường học. Rồi cảm ơn hai chú ạ. Chùa Sóc Lớn tọa lạc tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, thuộc top 100 điểm du lịch văn hóa tâm linh được yêu thích năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bình chọn. Chùa Sóc Lớn đã thể hiện được kiến trúc tổng thể của một ngôi chùa Khmer, bao gồm nơi dạy học, xà là, chánh điện, tháp thờ Đức Phật. Đây là ngôi chùa theo phái Phật giáo Nam Tông, nên tượng thờ hầu hết là tượng Thích Ca đã có từ năm 1937 trở về trước. Nói về chùa, từ năm 30 mới xây chùa, nhưng không phải là tượng như bây giờ đâu. Cây trắc, cây da đá, cây cẩm lai, là cây gò đỏ, gò mực, cột. Nhưng mà bên năm 2 nó thải chừng 3-4 lần bay hết, không còn gì hết. Như vậy là cũng đã bị hủy hoại rất là nhiều trong chiến tranh đúng không ạ? Và cái ngôi chùa này phải được xây lại từ năm 1930. 30. Dạ. Cảm ơn chú. Hồi nãy thì có một điều con rất là quan sát là khi mà bước vào con thấy một cái bảng thật khóa biểu về cái việc học là thứ hai, thứ ba, thứ tư, học toán, văn, sử, địa. Thì cái này con cũng hơi tò mò là tại vì con thấy thường trong chùa thì các sư thầy sẽ học kinh sách nhiều hơn. Sư Thạch Ni về tới đây á, tôi có hỏi một câu. Tôi hỏi tại sao mà sư xây cái trường học trước? Sư nói mình trồng cây trước cái đã mới cởi mở mà đi đôi với xã hội. Vậy như vậy thì con xin phép chú là có thể cho con gặp một sư nào đó ở trong chùa. Đây là sư phụ trách là bên giáo dục. Dạ. Sư dạy về tiếng Anh. À. Dạy về máy tính. Dạ. Là sư. Dạ thì giờ tụi con xin phép tụi con sẽ nhờ sư Hên dẫn đi tham quan chùa và tìm hiểu thêm một số về công việc dạy học cho các bạn nhỏ ở đây. Dạ tụi con cảm ơn chú rất nhiều ạ. Dạ. Đây là trường học hả thầy? Dạ đây là khuôn viên của trường học. Những lớp học bao gồm bộ tốt về giáo lý Đức Phật và bộ tốt về ngôn ngữ Khmer cho các em. Tại vì các em là người Khmer cho nên là trường cũng muốn gìn giữ các chữ viết của dân tộc mình. Và bên cạnh đó có dạy thêm với em về ví dụ như về kỹ năng về quản lý cảm xúc của mình. Ando Levela. Cái lớp học này nó có một điều rất là đặc biệt. Đối với em đó là gì? Đặc biệt hả?
cửa sổ, chính xác. Cái tại vì Khang đã từng đến với lại đền Angkor Wat, dạ, thì đã thấy là cái khung cửa sổ này ở trong kiến trúc của đền Angkor Wat, cho nên là khi mà nhìn cái cửa sổ này thì nó nhận ra ngay. Dạ, tại vì đó là điểm nhấn của văn hóa của Khmer. À, rất là đẹp. À, cái lớp này đang có mấy bạn đang học. Và đây là chú tiểu mà được gia đình, ví dụ gia đình không có ai chăm sóc thì gửi vào trong chùa, và cũng có một số em là một con. Yeah. Như vậy thì các bạn đi học ở đây là có phải đóng học phí không? Dạ, ở trong chùa thì dạy miễn phí, và bây giờ các em học từ lớp 1, các trường phổ thông bên ngoài thì giảm học phí, nhưng mà các khoản phí khác còn phải đóng. À, thì là chùa đóng luôn? Dạ. Dạ, con xin phép con lại trò chuyện với mấy bạn nữ chút xíu. Dạ. 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 Chào mấy em. Chị nhìn ngang ngang, chị không biết tuổi với lại tụi em là học lớp mấy? Em đang học lớp 11. 11 hả? Là tụi em phải học ở trong đây hay là có học thêm ở trường không? Học ở phổ thông, học ở đây mới được lúc 4, lúc 5. Hồi nãy thì có nói một cái điều rất là đặc biệt, đó là dạy về kiểm soát cảm xúc của con người. Em nói là những lớp thiền để cho các em quản lý cảm xúc của mình, ví dụ như những lúc giận, những lúc vui buồn các em phải điều chỉnh cảm xúc của mình như thế nào. Những bài học quý giá như vậy sẽ giúp các em đối phó những cái khó khăn, những cái cám dỗ bên ngoài. Việc mở một cái lớp học như vậy rồi đồng thời cũng xây trường như vậy thì rõ ràng là rất là khó khăn trong cái việc mà phải duy trì. Kinh phí xây dựng ngôi chùa và kinh phí học tập các sư các tiểu đều là do mạnh thường quân từ trong nước và ngoài nước đóng góp vào. Tại vì học sinh đầu tư vào giáo dục là sự đầu tư tốt nhất cho tương lai của các em. Vâng, cảm ơn thầy. Chỗ tụi em ở có nhiều bạn cùng lứa với tụi em không? Dạ. Và đi học hết như vậy hả? Có vài bạn thì lấy chồng. Hả? Tên là bao nhiêu tuổi lấy chồng em? Khoảng 14-15. Cái gì mà bây giờ mà còn 14-15 tuổi lấy chồng nữa hả? Tại sao lại phải lấy chồng sớm như vậy? Đó có phải là vì gia đình mong muốn hay là vì cái bạn ấy muốn như vậy? Có bạn nào muốn ở nhà lấy chồng không? Chị hỏi thiệt á. Có không? Trời ơi, vậy là giỏi rồi. Thế con tên gì? Tên Biên. Biên? Tên đầy đủ là gì Biên? Trần Quốc Bảo. Nhà con gần đây không? Xa. Con ở đâu lận? Ở Bình Dương. Ồ, ở thuốc Bình Dương lận? À, thế con vào chùa năm mấy tuổi? 4 tuổi. Con vào chùa năm 4 tuổi. Thế ba mẹ đưa vào chùa hay là con tự vào chùa? Ba mẹ đưa vào chùa. Vì sao ba mẹ đưa vào chùa? Ở nhà mình ba mẹ đi làm. Ba mẹ đi làm cho nên là không có điều kiện hả? Không điều kiện chăm sóc con hả? À, thế là con ở đây một mình hả? Ở nhà mình. Con ở đây, con ở đây một mình hả? Có ba mẹ ở đây không? Một tuần thì qua lần. Một tuần thì ba mẹ qua một lần. À, lớn lên con muốn làm gì? Đi làm công ty. Muốn làm công ty? Ồ, muốn làm lớn làm công ty. Chúng tôi đang nghe bài kinh Anh hùng dân tộc, niềm tự hào về những anh hùng quá khứ và kéo dài mãi đến hiện tại như điều mà chúng tôi rất khó quên về chùa Sóc Lớn. Cảm ơn đến các vị sư đã bỏ thời gian ra để dạy dỗ chúng em. Thực ra thì tụi em được học là cũng nhờ có sư dìu dắt chúng em. Nếu mà không thì chúng em cũng không biết tiếng mẹ đẻ của mình. Tụi em sẽ cố gắng học thật giỏi và sau này mình biết cái gì thì mình có sau này mình truyền lại cho mấy em về sau nữa. Chúng ta sinh ra đều có một hoàn cảnh khác nhau. Có những người sinh ra đã nghèo, có những người sinh ra đã giàu, nhưng mà chỉ có duy nhất là giáo dục thì mới có thể thay đổi được nghiệp của các em. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều. Câu chuyện của sư trụ trì thầy Thập Nê cùng với ban hộ tự của chùa Sóc Lớn đã truyền một nguồn cảm hứng mạnh mẽ đến chúng tôi, vì những con người đang làm công việc rất âm thầm nhưng những gì họ mang lại làm giá trị vô cùng lớn lao và lưu giữ đến muôn đời sau. Dạ.
quý vị hãy một lần đến đây để thấy mình thật là nhỏ bé nhưng mà mình cũng thật là mạnh mẽ qua những câu chuyện tích cực mà các sư thầy đã dành cho thế hệ mai sau. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong hành trình Bình Phước và rất mong sẽ được gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Tôi là Nguyên Khang. Hi Villa. Xin chào và hẹn gặp lại.